dạng của anh với các cảnh chiến đấu và vũ đạo độc thế đã phát hành trên các phim truyện ăn khách với các kỷ lục của phòng vé như bộ phim 11 Niềm Hy Vọng, bộ phim Lôi Báo với Victor Vũ, bộ phim Lật Mặt 1, 2 và 3, 4 của Lý Hải, bộ phim Hương Ga, bộ phim Truy Sát với đạo diễn Cường Ngô. Và kế tiếp, đó chính là nhà soạn nhạc, music composer Alexander Desplat. Chúng tôi vinh dự được sử dụng nhạc phim của nhà soạn nhạc danh tiếng người Pháp là ông Alexander Desplat. Nhạc phim do ông sáng tác và biên soạn đã đoạt rất nhiều giải thưởng danh giá như là Oscar, Academy Award, Grammy Award, The Golden Globe Award. Ví dụ như những bộ phim Harry Potter, The Twilight Saga, The Shape of Water, The Queen, The Grand Budapest Hotel, vân vân. Và nhân vật tiếp theo đó là producer Vương Quang Đức. Vương Quang Đức là một giám đốc điều hành sản xuất ở Việt Nam, được biết với việc cộng tác cùng nhiều ngôi sao lớn và hàng loạt những phim điện ảnh phòng vé thành công cũng được công chiếu trên toàn quốc như series của bộ phim Lật Mặt 1, 2, 3, 4 và 5, bộ phim Vòng Eo 56, bộ phim Sài Gòn Anh Yêu Em, bộ phim Ngày Mai Mai Cưới. Và chúng tôi cũng vinh hạnh được giới thiệu đến quý vị producer Tiến Phạm. Tiến Phạm là một nhà sản xuất và diễn viên Hollywood và quốc tế. Anh được biết đến với công việc trong phim điện ảnh, chương trình truyền hình mạng và TVC như Desperate Waters, Kung Fu Fu, Conjuring Spirits tức là Chung Cư Ma, NCIS Los Angeles và chiến dịch thương mại toàn cầu của Land Rover Above and Beyond. Tiến Phạm hiện đang trong quá trình phát triển và sẽ là nhà sản xuất cho phim điện ảnh, phim truyền hình, video ca nhạc và TVC sắp tới được quay ở cả Hoa Kỳ và nước ngoài. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là producer Bê Hồ. Bê Hồ là một doanh nhân thành đạt tại Nam California. Xin quý vị cái vỗ tay ạ. Vâng, cô đã tham gia sản xuất nhiều dự án nghệ thuật tại Hoa Kỳ và Việt Nam. Ước mong của cô là mang những tài năng Việt ra ánh sáng của sự sáng tạo trong môi trường chuyên nghiệp, ngoài sự đầu tư tài chánh cho các hoạt động về nghệ thuật. Bê Hồ dành thời gian cho những hoạt động từ thiện tại Hoa Kỳ và Việt Nam. Bê Hồ làm việc miệt mài không ngừng nghỉ cho những dự án nghệ thuật sắp tới tại Hoa Kỳ, Canada cũng như tại Việt Nam. Và kính thưa quý vị, một chút lát nữa đây thôi thì chúng ta sẽ gặp gỡ họ và những bàn tay đã có làm nên một thành quả lớn, tức là bộ phim Destiny Định Mệnh ngày hôm nay. Nhưng mà trong giây phút này thì chúng tôi cũng xin được phép thay mặt ban tổ chức cũng như là Đa Nguyên Entertainment xin được có một lời tri ân chân thành nhất đến với những nhà title sponsors, những nhà bảo trợ của dự án phim điện ảnh Định Mệnh Destiny. Bởi vì nếu như không có họ thì sẽ không có Destiny Định Mệnh ngày hôm nay được hoàn thành đẹp trọn vẹn và tốt đẹp như vậy. Cho nên là trong giây phút này thì chúng tôi xin được gửi lời tri ân cũng như là xin được kính mời 5 nhà tài trợ Platinum Sponsors của bộ phim Destiny Định Mệnh lên phía trước rạp đây để cho ban tổ chức cũng như là Đa Nguyên Entertainment gửi lời tri ân cũng như là trao tặng đến quý vị những bó hoa tươi thắm. Đầu tiên chúng tôi xin được mời Platinum Sponsor công ty YHL tức là YHL Group đại diện chị Hằng Lê. Mời chị Hằng Lê, đại diện của công ty mỹ phẩm YHL by Hằng Lê. Và tiếp theo chúng tôi xin được mời đại diện từ TNT Entertainment, đó chính là chị Bích Tuyền và ông Gerard William. Could we please have Mr. Gerard William and Mrs. Bích Tuyền to the front of the theater, please. Thank you so much for your sponsorship. Và tiếp theo chúng tôi xin mời đại diện của Ngọc Ái Transport là anh Hiếu Nguyễn cùng bước lên đây. Và người title sponsor kế tiếp chúng tôi sẽ được vinh hạnh giới thiệu đến với tất cả quý vị đến từ Sam's Nail Supply. Xin mời chị Diễm My.
Và cuối cùng, chúng tôi xin mời cô Trầm Hương Nguyễn, cô Hương Nguyễn, đại diện cho công ty Trầm Hương Nguyễn ở tại miền Nam Tây Nguyên nhà. Thưa quý vị, đây là những nhà bảo trợ cho bộ phim Destiny. Và xin mời đại diện từ công ty Đa Nguyên Entertainment, nam ca sĩ tài tử điện ảnh Đa Nguyên, xin được lên phía trước rạp để mà đại diện cho Đa Nguyên Entertainment trao những bó hoa tươi thắm đến cho các nhà tài trợ của chúng ta. Thank you so much for your sponsorship. Kính thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn for our title sponsors. We hope that you will continue your support for Đa Nguyên Entertainment for our future projects as well. Thank you so much. Hy vọng là lần tới Đa Nguyên Entertainment còn có những dự án khác thì những nhà tài trợ này cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Đa Nguyên Entertainment. Thank you so much. Make it back to your seats. Thank you. Vâng, quý vị. Xin mời anh Đa Nguyên đứng lại với chúng tôi một lần. Đa Nguyên ơi. Anh Đăng ơi. Đăng ơi, mình còn giới thiệu số khách mời đặc biệt nữa. Kính thưa quý vị, khách hàng biết rằng ngày hôm nay tất cả quý vị đến trong khán phòng này theo dõi buổi ra mắt bộ phim Destiny đều là những khách mời đặc biệt của Đa Nguyên, của Cường Ngô cũng như là của ban tổ chức. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi xin được vinh danh một số khách đặc biệt mà Đa Nguyên và Cường Ngô muốn dành những lời tri ân cũng như là một cái bó hoa đặc biệt tặng cho một vài vị khách đặc biệt ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, tên tuổi của đạo diễn Cường Ngô nói riêng và dự án Cánh Diều Mưa hợp tác với anh Đa Nguyên nói chung trong thời gian vừa qua đã đạt được rất nhiều những giải thưởng trên thương trường điện ảnh quốc tế và đã gây tiếng vang không chỉ ở cộng đồng Việt Nam chúng ta tại Việt Nam và hải ngoại mà còn ở cộng đồng quốc tế bạn nữa. Ngày hôm nay trong hàng ghế khách mời của chúng ta có một vị hoàng tử đến từ Vương quốc Campuchia. Ladies and gentlemen, we are in presence of royalty. It is our honor to introduce to you His Royal Highness of Cambodia, Prince Kamuni Norodom. Kính thưa quý vị, hoàng tử của Vương quốc Campuchia, anh là hoàng tử Kamuni Norodom và anh cũng là một diễn viên và là một nhà soạn nhạc. He is also an aspiring actor and music composer. Your Royal Highness, where are you? Could you please come down here to the front of the theater with us? So, mình có phải nói tiếng Campuchia không mới hiểu em? Anh nói đi anh. Ai biết Campuchia xin mời xuống giường. Mình là ai đưa ra ý kiến người đó làm anh? Quên bay quên ram ram. Ủa sao tiếng Campuchia em nghe toàn thịt ram trong này không vậy? Đúng, nói thiệt á, cái này là vui bì bì bún ram là 1, 2, 3, 4, 5. Anh nói xong bây giờ hoàng tử không đi xuống luôn đó anh. Dạ, anh ở trên đó luôn. Chắc là hoàng tử ra ngoài rồi, dạ. Thôi, người kế tiếp khách hoàng xin mời lên đây, đó là anh Sir Daniel Nguyen. Ladies and gentlemen, a very famous Vietnamese-American artist, Sir Daniel Nguyen. Và chúng tôi cũng xin được mời xuống đây đại diện từ H-Town Restaurant and Sport Bar, Mr. Đa Nguyên from Houston, Texas. Anh Đạt ơi. Dạ đây. Thank you.
Thank you so much, Sir Daniel Nguyen and Anh Đạt Nguyễn from Houston, Texas. Và kính thưa quý vị, chúng tôi trong giây phút này cũng xin cảm ơn sự góp mặt đặc biệt từ bác sĩ Michael Đào cũng như là ca sĩ Quỳnh Mai đến từ San Jose. Thank you so much for joining us today. Xin cảm ơn anh Đăng Nguyên. Và chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến với Red Production, tổng đạo diễn Barrio và các anh em quay phim chụp hình cho sự kiện này. Và mong rằng sự kiện sẽ diễn ra một cách tốt đẹp và đọng lại thật nhiều cảm xúc ở trong lòng của tất cả quý vị ngày hôm nay. Rồi bây giờ thưa quý vị, chắc chắn là không làm mất thời giờ của quý vị. Chúng ta sẽ bắt đầu chương trình đúng không em? Vâng, và trước khi bắt đầu chương trình thì cho phép Khánh Hoàng hỏi vui quý vị, ngày hôm nay là Cường Ngô có tiết lộ là bộ phim ngày hôm nay sẽ có 3 phần chính. Một là một cái MV rất là hay, hai là những cảnh đấm đá rất là mãn nhãn, và ba là cảnh nóng. Không biết quý vị sẽ muốn xem cảnh nào ạ? Nóng hả? Anh ơi, hỏi vậy cũng như là không. Kính thưa quý vị, thôi thì bây giờ không chậm trễ nữa, Ngọc Hân và Khánh Hoàng biết quý vị cũng nôn nóng lắm rồi. Và bây giờ kính thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn and welcome to Destiny